Một căn nhà tại Golden Mile 601 của khu đô thị Hưng Thịnh được xây dựng như nào? Hôm nay chúng tôi mời các bạn đến với một căn nhà mà chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thiện tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, khu đô thị Hưng Thịnh Golden Mile 601. Xin mời quý vị. Căn nhà một trệt hai lầu được xây dựng tại mặt đường 26m đường đôi. Mặt tiền của căn nhà là 7m và chiều dài là 18m. Tổng diện tích là 126m2. Với giá xây thô mà ở đây là anh Lực An, chủ thầu xây dựng báo cho chúng tôi là chi phí của việc xây thô này tầm khoảng 1 tỷ 500 triệu. Và cái mục hoàn thiện thì nói chung là cũng rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ rưỡi. Tức là để mà hoàn thiện hoàn toàn căn nhà này, từ phần thô cho đến nội thất thì quý vị dự trù khoảng xấp xỉ 3 tỷ đồng. Thợ sơn đang hoàn thiện công đoạn cuối cùng. Ở đây chúng tôi là xây dựng bắt buộc phải theo mẫu của chủ đầu tư Hưng Thịnh. Golden Mile 601 thì có hai kiểu nhà mẫu là kiểu Anh và kiểu Mỹ. Thì căn nhà này là theo kiểu Mỹ. Bắt buộc là các nhà là phải đều xây dựng như thế này. Ngoại thất thì chúng ta xây giống nhau nhưng mà bên trong nội thất thì gia chủ có thể là tùy ý điều chỉnh theo cái nhu cầu sử dụng. Thì căn nhà này phòng khách, toàn bộ phòng khách là gia chủ để thuận tiện cho mục đích kinh doanh. Cho nên là gia chủ chúng tôi đã để trống hoàn toàn. Mặc dù là chiều dài là 7m x 18 nhưng mà chủ đầu tư quy định là mặt tiền đằng trước để lại 2m và mặt tiền đằng sau để 2m là bố thoáng. Cái phần đằng sau này thì gia chủ chưa làm kệ bếp, toàn bộ để trống, không ngăn phòng. Có một khu để có thể là làm sân phơi hoặc là nấu ăn ở khu này. Đây là cái khu vệ sinh. Phía đằng sau này là gia chủ chúng tôi cũng để một cái ô thoáng để lấy khí, lấy gió, thông phòng. Toàn bộ trần là đã được ốp thạch cao và lắp bóng điện, điện LED, tiết kiệm điện. Ở khu vực Golden Bay 601 này thì về tương lai là tất cả các gia đình đều cũng có thể là làm khách sạn hoặc là kinh doanh buôn bán. Rất là thuận tiện khi mà khu đô thị Cam Lâm phát triển lên đô thị cũng như là dân cư bà con về đây sinh sống thì mọi nhà đều cũng có thể kinh doanh buôn bán được. Hiện nay là các bác chủ đang hoàn thiện những khâu cuối cùng và cầu thang thì chưa lắp. Quý vị có thể nhìn thấy là phần cầu thang này gia chủ cũng đang để trống để sau này có thể dự phòng lắp thang máy các bạn. Cho nên là cái phần không gian ở phía giữa của các bậc cầu thang lên xuống này còn để một ô khá là rộng để sau này có thể lắp thang máy đi lên xuống. Mời các bạn lên tầng 2 tham quan. Bậc cầu thang được lát đá. Trên tầng 2 với cái diện tích này thì các bạn có thể thiết kế được 4 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Căn nhà này là của hướng Tây các bạn nhé. Cho nên là buổi chiều là ánh nắng hơi hắt vào tí nhưng mà buổi sáng thì tuyệt vời. Để tiết kiệm không gian thì gia chủ lắp một cái quạt quạt âm trần cũng như các bóng đèn LED tiết kiệm. Lắp mỗi một phòng là lắp 2, 4, 5, 5 bóng LED và cái bộ phận điều hòa để chờ cũng như hệ thống điện và mạng đây. Mạng internet hoặc là dây camera. Toàn bộ là cái phần ổ điện. Anh chủ thầu xây dựng anh cũng đã thiết kế rất là cẩn thận để phòng tránh chập cháy nổ cũng như là trẻ em. Làm ổ điện rất là cẩn thận đấy, van lóc. Cửa gỗ này cũng rất là phù hợp. Cửa gỗ này rất phù hợp với cái màu sơn của tường. Ở đây thì khu Golden Bay này thì với cái tông màu đa số là tông màu sáng trắng. Rất là đều. Thì các nhà khi mà xây dựng xong thì sẽ nhìn thấy một khối rất là thống nhất.
cái bồn vệ sinh này. Cái này có một cái như thế này rất là hay các bạn này. Thế đây đây, cái phần vệ sinh này, cái phần bẹt bẹt đây, có thể ấn vào đây, nhấc lên các bạn, vệ sinh rất là sạch. Đây cũng là một chi tiết khá nhỏ nhưng mà nó cũng là một cái thuận tiện khi mà quý vị vệ sinh để các kẽ này nó sạch sẽ. Chỉ việc ấn xuống, là nhấn nút, nhấc lên. Đấy. Có lẽ chi tiết này nhiều người không để ý đâu. Sang đến căn phòng thứ hai, đằng trước là bố trí được hai phòng. Thì ở đây chúng ta có một cái, đây là cái cửa để ra lan can, lắp kính sinh pha. Cửa kính sinh pha thì chất lượng số 1. Đó, đứng ra phía ngoài này rất là thoáng này. Buổi tối ở Golden Mile thì mát lắm các bạn ạ. Thậm chí nếu mà mở cửa sổ mà dùng rèm chắn muỗi thì có lẽ là cũng không cần phải điều hòa. Thời tiết ở Cam Ranh, Khánh Hòa này rất là tuyệt vời. Thời tiết, không khí, con người. Như anh Lực An nói là con người Khánh Hòa là hiền hòa. Kết hợp cùng với một cửa chính thì sẽ có một cái cửa phụ này. Cửa phụ để mở. Cái này có thể là sau này sẽ làm một cái rèm chắn muỗi để mở tối lấy không khí vào. Các phòng đều được thiết kế giống nhau, cùng quạt âm trần. Phòng vệ sinh khép kín cho tất cả các phòng các bạn nhé. Bốn phòng ngủ là bốn phòng vệ sinh. Sau này quý vị mà không ở cũng có thể là cho thuê làm khách sạn, cũng rất là tiện. Bên phòng bên tay phải 15 m2 và phòng bên trái này khoảng 12 m2, bởi vì là nó còn một cái phòng vệ sinh nó chặt hơn một tí. Phòng đằng trước bao giờ thiết kế là gia chủ thiết kế rộng hơn bởi vì là nó còn vướng cái cầu thang này. Và cái phòng đằng sau này cũng thế, hai phòng thông nhau là cái diện tích cùng giống nhau. Cái giường kê ở đây nói chung là khá là rộng các bạn. Ở đây có một cái rất hay là chủ đầu tư yêu cầu là cái phần hậu, mặt hậu lùi vào 2 m, cho nên là các bạn này, tất cả các nhà ở đây có thể là đều cái phần thông gió đằng sau rất là thoáng, không bị các nhà xây bịt kín lẫn nhau, cho nên là vừa làm thoát hiểm mà cũng như là để thông gió, cái lượng gió sẽ thông chạy suốt luôn dọc giữa hai dãy nhà. Đằng trước kia là một dãy của hướng đông, nhìn ra mặt biển mãi dài. Căn nhà này độ khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu hoàn thiện, đi vào sử dụng. Đây cũng là một cái phòng vệ sinh giống hệt nhau các bạn nhé. Một căn phòng thứ tư. Phòng thứ tư này, phòng thứ tư và phòng số 1 đều thông nhau và nó cũng diện tích như nhau. Phòng nào cũng đều có cửa sổ hết, diện tích nhỏ hơn. Mời quý vị lên tầng 3. Theo quy định xây dựng của Golden Mile thì nhà kiểu Mỹ là 3 tầng, không được xây cao hơn. Vâng, chúng tôi đang lên đây là anh Trần Hà, người em đồng hương cùng quê Ninh Bình, cùng quê Tam Điệp. Và anh cũng làm chủ của căn nhà Golden Mile. Anh cho đặt hẳn một bộ bàn thờ này từ Hưng Yên về đây với cái giá cũng là không hề rẻ. Đây là em Tuấn, một trong những anh em cũng làm bất động sản tại Golden Mile. Đằng trước của gian thờ nhìn view ra đầm Thủy Triều. Phía đằng xa kia chính là đầm Thủy Triều. Mà theo như thông tin chúng tôi được biết ngoài lề thì là sẽ có những tập đoàn lớn tập trung về khu đầm Thủy Triều này để thiết kế xây dựng nên một đô thị Cam Lâm hiện đại mang tầm vóc quốc tế, cũng như là kết nối cùng với sân bay Cam Ranh, là một trong những cửa ngõ giao thương cùng với các bạn bè toàn quốc cũng như là Nam Châu.
Hy vọng rằng là hết năm nay khách du lịch quốc tế sẽ đổ bộ về với Cam Ranh cũng như là Khánh Hòa. Thì tôi nghĩ là cái du lịch cũng như nền kinh tế của Cam Ranh, Cam Lâm hay là Khánh Hòa cũng sẽ là khởi sắc. Rất mong muốn là sẽ có nhiều bà con ở khắp nơi trên toàn quốc về đây sinh sống để xây dựng nên một cái đô thị Golden Mile mạnh hơn nữa, giàu hơn nữa và đông dân cư hơn nữa. Phần lớn ở đây với quỹ đất là hơn 70 hecta thì cái mật độ xây dựng mới tầm khoảng 20-30%. Cuộc sống ở đây thì quý vị và các bạn nếu như mà cảm thấy yêu quý con người của Cam Ranh hay là cái môi trường khí hậu của Cam Ranh thì cũng hãy nhanh chân về đây để xây dựng cho mình một căn nhà để nghỉ dưỡng, có thể là cuối tuần về tụ họp. Bên cạnh gian thờ là một phòng nghỉ. Phòng này khá là rộng các bạn, bởi vì là không có phần lan can đằng trước cho nên là nó rộng cũng phải đến 17 mét vuông. Cái phần tầng 3 này thì có cái hay cái là phần bên hông này các bạn có thể mở ra, mở ra và đi ra phía ngoài này. Phía trước mặt các bạn đang nhìn đây chính là núi Cù Hin, cái hướng để đi về thành phố Nha Trang. Và phía sau, phía đối diện của núi Cù Hin này chạy thẳng về sân bay Cam Ranh. Và từ vị trí này đến sân bay Cam Ranh khoảng 7 km. Và từ đây về tới thành phố Nha Trang khoảng 25 km. Và với cái giá đất tại Golden Bay hiện tại, nó rơi vào từ 35 cho đến 40 triệu một mét vuông. Khi mà đô thị Cam Lâm hình thành rồi thì chúng tôi dự đoán sang năm cái đô thị Cam Lâm này hoàn thiện về thủ tục pháp lý cũng như là ý kiến người dân rồi là quy hoạch đồng bộ đưa vào xây dựng thì cái giá đất ở đây sẽ không còn mức giá từ 35-40 triệu nữa. Bởi vì là tương đồng với khu Golden Mile này, khu tái định cư thì đang có giá từ 80 triệu cho đến 120 triệu một mét vuông. Đây cũng là một cái cơ hội đầu tư cho quý vị và các bạn yêu quý Golden Mile, yêu quý Cam Ranh và Cam Lâm Khánh Hòa. Hai căn còn lại của tầng 3. Thiết kế cũng rất giống nhau. Với bà con cô bác nào mà có đất ở Golden Mile rồi mà muốn xây nhà thì cái clip này cũng để cho bà con có một cái nhìn về cái khung cảnh nội ngoại thất của căn nhà theo thiết kế kiểu Mỹ của Hưng Thịnh nó như thế nào. Ở đây là chúng tôi đã dự phòng sẵn một cái phần thang máy đây bà con này. Lan can cầu thang là chưa lắp. Đây, cái phần hỗ trợ bên trên này chính là để cho cái phần động cơ của thang máy đi lên. Anh Trần Hà và anh chủ của căn nhà tại Golden Mile này thì anh xin cho quý vị và các bạn biết được rằng là trong quá trình xây dựng ở Golden Mile này thì anh có những thuận lợi khó khăn gì không anh? Trên tầng 3 này thì cái phòng mà dự kiến làm phòng vệ sinh này thì gia chủ là không lắp đặt hệ thống vệ sinh. Nhưng mà quý vị nào mà cần lắp chờ thì cũng có thể lắp. Thì cái nhu cầu là chưa sử dụng hết. Và cái phần phòng cuối cùng này chính là cái gian phơi đồ. Và lắp hệ thống máy giặt ở cái khu vực này. Ở đây thì ánh nắng và gió quanh năm cho nên là việc phơi đồ ở đây cũng rất là khá là thuận lợi. Quý vị và các bạn có thể nhìn thẳng phía xa kia chính là cột 6 trụ của Hưng Thịnh mang tên Golden Mile. Là trước mắt cũng là đường Nguyễn Tất Thành nối từ sân bay Cam Ranh về với thành phố Nha Trang. Từ đây vị trí này đến với mặt biển bãi dài
khoảng 1.500 mét các bạn ạ. Chiều đến có thể là tắm biển hoặc là quý vị có thể là chơi thể thao. Khu vực Golden Bay 601 này hiện tại đang có 6 sân tennis phục vụ cho cư dân. Còn lại những sân thể thao hay là sân cầu lông hay bóng chuyền thì chủ đầu tư cũng đã có quỹ đất chờ dự phòng cũng như là công viên cây xanh và một số những cái tiện ích dân sinh khác nữa. Thì khi mà quý vị và các bạn về đây sinh sống, chủ đầu tư Hưng Thịnh sẽ xây dựng trong tương lai. Ở đây thì không khí cũng như là thời tiết rất là sạch sẽ, môi trường rất là sạch, không ô nhiễm, không khói bụi. Bởi vì gần với biển cho nên là gần như là những cái khói bụi là không có. Là một trong những khu du lịch của Bắc bán đảo Cam Ranh, khu bãi dài. Cho nên là một ngành công nghiệp không khói. Tập trung chủ yếu là thương mại và dịch vụ. Nhìn xa kia là quý vị và các bạn có thể thấy những cái căn nhà của cư dân nằm núp sau những cái hàng cây bóng mát được Hưng Thịnh trồng cách đây từ khi mà bắt đầu xây dựng khu đô thị này. Và với phần review căn nhà vừa rồi tại Golden Mile 601 của khu đô thị Hưng Thịnh thì quý vị và các bạn cũng có thể hình dung được phần nào cái chi phí xây dựng cũng như là cái hình thức thiết kế của khu Golden Mile 601 này là như thế nào. Thì quý vị mà quan tâm đến Golden Mile 601 của Cam Lâm Khánh Hòa thì hãy nhanh tay liên hệ với Long Việt Bất Động Sản, số điện thoại 085 928 7777. Chúng tôi sẽ giúp quý cô chú và anh chị tư vấn cũng như là sở hữu cho mình một mảnh đất tại Golden Mile 601 hoặc là những vấn đề khác như là về xây dựng, về liên hệ các thủ tục pháp lý để xây cho mình một căn nhà tại đây. Và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi. Xin chào và tạm biệt.